Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu về cái chữ cashback là như thế nào và cách lấy cashback hiệu quả và được rất nhiều tiền là như thế nào. Ok, thì mình bắt đầu cái video nha. Thì đầu tiên các bạn nên hiểu cashback là gì. Cashback dịch ra tiếng Việt rất đơn giản: trả lại tiền. Thì để lấy được cashback nhiều thì phải làm như thế nào? Thì mình có 3 phương án để lấy cashback có thể lên tới gần 20%. Cái đầu tiên là khi bạn trong thẻ tín dụng, khi mà bạn mở thẻ tín dụng, người ta có những offer về cashback. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là trên những trang web hiện tại có những cái offer cho thêm cashback nữa. Và cái thứ ba là các bạn có thể dùng những cái gift card để các bạn lấy thêm tiền nữa. Đó, nó rất là nhiều cách. Và có thể là bạn có những cái gift mà bạn mua được những cái deal giảm giá rất là nhiều. Các bạn phải nghiên cứu một chút về cashback. Khi mà các bạn cộng dồn lại nó rất là nhiều tiền. Và mình sẽ ví dụ cho các bạn một câu chuyện. Đây, ví dụ mình mua một cái kính này khoảng $100. Này, kính này khoảng $100. Thì cái thẻ tín dụng của mình nó cho mình là khoảng 5% cashback. Mình mua kính này trên Amazon, cho lại 5% cashback. Rồi tiếp theo khi mà mình vô một trang web thì mình kiếm thử là cái trang nào mà cho cashback nhiều nhất. Thì ví dụ một cái trang nó cho cashback thêm 3%, thì cộng lại là bạn mua cái kính này đã được khoảng 8% rồi. Rồi tiếp tục, rồi bạn mua một cái gift card. Các bạn mua một cái gift card $100 thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng $90 để các bạn, giống như là cái gift card đó nó giảm giá cho bạn 10%, là bạn đã lời được 10% nữa, là cộng lại bao nhiêu, là 18% rồi. Thấy không, bạn nhìn nó nhỏ nhưng mà khi bạn cộng lại nó rất là lợi cho các bạn. Và khi mình mua cái kính này $100 thì mình chỉ mất khoảng $80 thôi. Các bạn thấy hiệu quả không? Và mình đã làm được và mình muốn chia sẻ với mọi người. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web để các bạn tham khảo. Đây, đây là trang web. Trang web Rakuten.com. Đó, thì mình đã, sau một thời gian mua thì mình đã nhận được $52 tiền cashback. Rồi đây là những cái món hàng mình mua. Nó sẽ ghi lại và nó sẽ cho tiền cashback đây. Bình thường tín dụng cũng vậy. Và ở Việt Nam cũng có một cái trang web cũng tên là cashback, nhưng mà cái chữ back á là cái túi. Các bạn có thể tham khảo. Và mình sẽ làm một cái video riêng về cái cashback ở Việt Nam. Và khi thật sự bây giờ, khi mà mình mua những món đồ, mình chỉ tiết kiệm cho tới được khoảng 10%. Lúc nào mình mua một những món đồ là minimum là 5%. Và maximum là khoảng 20-25%, là chuyện rất bình thường. Bây giờ là mình đã hiểu về vấn đề cashback rồi, thì mình muốn chia sẻ với mọi người những cái thông tin để các bạn khi mua hàng, các bạn gọi là mình thật là thông minh đó. Gọi là mình khi mình mua hàng mình thật là thông minh, để mình có thể mua được những cái deal tốt nhất. Và nếu mà các bạn kinh doanh thì nếu mà lời được 10-20% là các bạn đã bán rất là lời rồi. Và nếu mà các bạn có bất cứ những câu hỏi nào, các bạn hãy comment bên dưới. Có những cái cách nào hay hơn mình nữa thì mình luôn sẵn sàng muốn học hỏi từ các bạn. Và các bạn muốn hỏi cụ thể hơn là làm như thế nào thì các bạn cứ hỏi, mình sẽ trả lời hết tất cả mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video ngắn này của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.